Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine, bàn cờ quân sự thế giới và tình hình tại giải Gaza ngày hôm nay. Nhìn vào tình hình tại giải Gaza ngày hôm nay thì chúng ta vẫn nhận thấy đối với chính quyền Israel bỏ qua tất cả mọi lời kêu gọi về vấn đề nhân đạo trên giải Gaza và cũng không thèm đếm xỉa tới những cái thảm họa đang diễn ra, đó là thảm họa diệt chủng. Quân đội Israel vẫn quyết tâm sẽ đổ bộ và san phẳng toàn bộ dải Gaza ngày hôm nay. Chúng ta biết là những cái động thái ở tại Trung Đông ấy, thì Hoa Kỳ cùng với Anh, Pháp, Đức và Israel đã có một động thái rất rõ ràng. Như là vụ tấn công của lực lượng Israel vào sân bay quốc tế của Syria, Nga cũng chưa có một động thái cụ thể về việc này. Rồi thì bản thân Mỹ đe dọa là tấn công Iran. Israel cũng đe dọa đối với Hamas sẽ phải trả một giá rất đắt. Tất cả mọi kịch bản ở tại cộng đồng Hồi giáo Ả Rập ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là bản thân Nga cũng đã có một cái bước đi vào năm 2015 ấy, để tránh sự sụp đổ toàn diện ở tại Trung Đông thì đã đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của mình vào Syria và Libya. Nhưng mà đến cái thời điểm bây giờ thì Nga chưa có động thái và hành động bằng hành động ở tại Trung Đông. Lẽ với hành động của Nga thì để tránh leo thang xung đột và gây bất lợi cho cuộc chiến của Nga. Nhưng với cái hành động của Mỹ, Anh, Đức, Pháp cùng Israel thì đang tăng cường đổ dầu vào lửa để uy hiếp tất cả mọi đối thủ thù địch với lực lượng Israel. Và đương nhiên trước cái sự chống lưng như vậy thì lực lượng Israel thể hiện một tính chất hung hăng toàn diện để truy diệt lực lượng Hamas, truy đuổi lực lượng Hamas. Lực lượng Hamas thì không biết là lực lượng Israel có truy đuổi được hay không, có tiêu diệt được hay không. Nhưng mà chắc chắn với cái hành động và quyết định hiện tại của chính quyền Israel ấy, nó sẽ khiến cho hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người dân Palestine chết trong cái đống đổ nát trên dải Gaza trước cái làn gọi là mưa bom bão đạn của lực lượng Israel được sự hậu thuẫn hùng hậu đến từ Hoa Kỳ. Còn riêng để một Israel độc lập thì chưa chắc đã phải là đối thủ của Hamas và Israel sẽ bị cô lập hoàn toàn. Ngày hôm nay cũng có một cái động thái từ Nga và Ả Rập đưa ra một cái lệnh hạn chế xuất khẩu dầu thô cho một số đối tác ủng hộ cho Israel, và trong đó có cả việc là không xuất khẩu dầu thô cho Israel nữa. Đương nhiên với những động thái của Nga và Ả Rập cùng với lại cộng đồng ở Trung Đông ngày hôm nay đang tung ra một cái đòn để gửi lời cảnh báo tới các quan chức châu Âu không tiếp tục cùng với Hoa Kỳ để leo thang xung đột ở tại Trung Đông, vì cái giá phải trả đối với EU ngày hôm nay là kinh tế, là không có năng lượng, giá năng lượng sẽ tăng phi mã. Khi mà điều đó nó xảy ra thì châu Âu không thể chống đỡ được trước cái cơn phẫn nộ của quần chúng nhân dân được. Như được kịch bản, các chuyên gia về năng lượng đã đưa ra một cái nhận định. Nếu như trong trường hợp cộng đồng Ả Rập quyết định cấm vận xuất khẩu dầu thô đi tới các quốc gia phương Tây, tới những quốc gia mà ủng hộ Israel, thì giá năng lượng có thể tăng lên tới $400 cho một thùng. Lúc đó nó sẽ là một thảm họa kinh tế đối với châu Âu. Nó sẽ là một thảm họa. Và châu Âu sẽ không có một lựa chọn nào khác ngoài cái lựa chọn là kháng chiến. Và khi đã lựa chọn tới kháng chiến thì có thể nội chiến xảy ra. Điều này đã bất lợi cho châu Âu rất là nhiều. Còn Hoa Kỳ ngày hôm nay về quyền lực thì cũng đang đẩy vào tới chân tường. Hoa Kỳ để duy trì lại quyền lực của mình thì cần phải có một cái vị thế cho đồng đô la, cần cái vị thế đấy. Nhưng với những cái tuyên bố và những cái quyết định hành động của chính quyền ông Biden ngày hôm nay thì nó cũng chưa mở ra được những cánh cửa để cứu vãn cho vị thế đồng đô mà nó chỉ khiến cho đồng đô bị sụp đổ nhanh hơn mà thôi. Trong khi tình trạng ở tại Ukraine ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã biết phương Tây tập thể đã có những gói viện trợ bổ sung, nhưng nó chưa phải là tất cả những thứ mà Ukraine cần.
Ukraine cần lớn hơn thế rất là nhiều. Vừa về số lượng đạn pháo, khí tài và còn về nguồn nhân lực nữa. Còn Nga thì vẫn đang để giữ vững các tuyến phòng thủ, chủ động tấn công toàn chín tuyến từ miền đông cho tới miền nam. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn bị tiêu diệt mỗi một ngày và đánh bật trước mỗi cuộc phản công khi họ cố gắng. Trong ngày hôm qua thì lực lượng vũ trang Liên bang Nga cũng đã đánh chặn một lực lượng tăng thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Zaporizhia, gây tổn thất lớn về nhân lực và khí tài của phương Tây vận trợ. Thế tình trạng ở Trung Đông, tình trạng ở tại Ukraine nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới vấn đề của Trung Đông ngày hôm nay. Khi mà Ukraine suy yếu, phương Tây tập thể không thể giúp được cho Ukraine về một cuộc chiến tranh ủy nhiệm để cân bằng với lực lượng Liên bang Nga, thì chính cái điều kiện đấy nó khiến cho cộng đồng Hồi giáo Ả Rập đoàn kết để giữ vững vị thế của mình, tìm tới con đường độc lập và tự chủ và chống lại Israel, Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Nó sẽ là cái con đường như vậy. Đương nhiên thì tình trạng ở Trung Đông ngày hôm nay thì cái dấu hiệu để tiến tới lan rộng xung đột ra bên ngoài là rất lớn. Nhưng Hoa Kỳ cũng đã có động thái sẵn sàng để tấn công ở dải Gaza, tấn công ở Liban, Iran, Syria, đã sẵn sàng cái điều đấy. Nhưng với cái hành động sẵn sàng của Hoa Kỳ thì nó cũng gây ra mối nguy hiểm cho toàn bộ quân đội của Mỹ ở tại Trung Đông, vì chưa biết được mức độ quy mô lớn của cuộc xung đột nó như thế nào. Nếu như toàn bộ cộng đồng người Hồi giáo Ả Rập họ đoàn kết lại thì quân đội Hoa Kỳ và các hạm đội Hoa Kỳ không phải là đối thủ. Nếu như là đối thủ, có lẽ Hoa Kỳ sẽ phải lựa chọn biện pháp là ném bom giải thảm, mà điều đó thì sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án và cô lập. Nên là cô lập. Và khi mà lên án cô lập rồi, Hoa Kỳ tiếp tục hung hăng ấy, thì Nga chung cùng phần còn lại thế giới sẽ không khoanh tay đứng nhìn để nước Mỹ hủy diệt thế giới được. Nhưng ngày hôm nay Tổng Tham mưu trưởng của Israel tuyên bố là quân đội đã sẵn sàng để cho chiến dịch ở tại dải Gaza và tiêu diệt toàn bộ lực lượng Hamas. Tổng Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ của Israel nói rằng là các yếu tố chiến thuật về chiến lược đang trì hoãn chiến dịch trên bộ ở tại dải Gaza, nhưng điều này giúp quân đội có thời gian chuẩn bị. Tờ báo Time Israel đưa tin. Ông lưu ý rằng là quân đội Israel đã sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ và chờ đợi quyết định ở cấp chính trị và hình thức và thời gian diễn ra chiến dịch. Lực lượng phòng vệ Israel đã sẵn sàng cho các thảo luận trên bộ này. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định đối với cấp chính trị về tình hình và thời gian trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Ông nói rằng là có những khía cạnh chiến thuật và thậm chí chiến lược làm trì hoãn chiến dịch trên bộ, nhưng chúng cho phép lực lượng Israel sẽ chuẩn bị tốt hơn. Ông gọi sự kiện ngày 7 tháng 10 là sự chưa từng có kể từ khi thành lập nhà nước Israel và đe dọa rằng Hamas sẽ phải trả giá cho những gì họ đang làm. Từ khi thành lập Israel chưa từng có một cuộc tấn công quy mô giống như ngày 7 tháng 10. Nhưng mà Israel trong suốt từ khi thành lập cho đến bây giờ vẫn tiếp tục giết hại dân thường Palestine. Đó là một nạn diệt chủng. Như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã từng tuyên bố là không phải tự dưng mà có cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vừa qua của Hamas. Bởi vì nhân dân Palestine trên dải Gaza ấy, họ vẫn bị cô lập. Họ vẫn bị tấn công bạo lực. Họ vẫn bị mất thêm đất đai ở những khu vực đó là dân cư cộng đồng của Palestine. Chính vì lý do đấy mà bản thân lực lượng Hamas vùng dậy để chống trả lực lượng Israel. Không chấp nhận bị lực lượng Israel dưới sự hậu thuẫn của phương Tây tiếp tục đó là giết hại dân thường của họ. Còn tướng Israel cũng lệnh là sẵn sàng đổ bộ Gaza, cảnh báo xóa sổ đó Hamas. Những lời tuyên bố tương tự như này gần đây đã liên tục được diễn ra. Trong khi cái vùng đất ở dải Gaza nó chỉ có hơn 365 cây số vuông, với số lượng dân số sống là 2,3 triệu người.
Thế nhưng với những hành động tội ác từ lực lượng Israel vẫn được một phương Tây tập thể rất là ủng hộ. Trong khi đó Israel thì lại không hài lòng với lập trường của Nga về cuộc chiến ở tại giải Gaza. Điều hiển nhiên là bản thân Israel sẽ không hài lòng. Và cái mà Israel không hài lòng là bản thân Mỹ không hài lòng. Đài truyền hình của Israel đưa nguồn tin giấu tên là cho biết là Bộ Ngoại giao Israel đã truyền đạt tới các nhà ngoại giao của Nga sự không hài lòng của họ với quan điểm của Moscow về cuộc xung đột Hamas ở tại giải Gaza. Các nhà ngoại giao Israel được cho là đã nói với những người đồng cấp Nga, hành vi của Nga và những nhận xét chống lại Israel không tương ứng với mức độ nghiêm trọng của tình hình mà Israel đang gặp phải, đó là tình trạng chiến tranh. Ông cũng bày tỏ là không hài lòng với vai trò của Nga trong cuộc chiến chống Hamas và hy vọng Moscow sẽ có những quan điểm cân bằng hơn. Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao Israel chia sẻ với tờ Times Israel. Theo bộ này thì nghị quyết của Moscow đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không bao gồm sự lên án rõ ràng đối với Hamas và không phù hợp với sự tán thành của Tổng thống Putin về quyết định tự vệ của Israel. Nhà lãnh đạo Nga cho biết là chỉ vài ngày sau vụ tấn công của Hamas khiến 1.300 người thiệt mạng, Israel đã phải hứng chịu một cuộc tấn công tàn bạo chưa từng có, cho rằng chắc chắn có quyền, tức Israel có quyền, đó là phòng tự vệ đấy, đảm bảo sự tồn tại và hòa bình. Tuy nhiên là nhân dịp này thì ông Putin cũng lưu ý rằng tức là hòa bình ấy, thực sự có thể đạt được khi mà thành lập lên một nhà nước Palestine. Và ông cho rằng lực lượng Israel đã có những cái cuộc tấn công tự vệ quá mức, tức là quá mức vấn đề tự vệ của mình. Câu chuyện Israel không hài lòng với quan điểm của Liên bang Nga là bởi vì Hoa Kỳ không đồng ý. Điều đó càng chứng minh là chính quyền Israel đang được nhân tạo để phục vụ quyền lợi cho nước Mỹ. Trong khi đó, tại Kiev, người ta đang nói tới một kịch bản ông Zelensky đang sẵn sàng để tẩu thoát vì tình trạng Ukraine ngày hôm nay không thể đạt được những kết quả trên chiến trường. Về câu chuyện ông Zelensky ngày hôm nay như là cá trên thớt, có lẽ câu chuyện đào tẩu thì ông ta cũng sẽ chết. Mà ở lại chính quyền, ở lại đất nước Ukraine cũng khó có thể bảo vệ được sinh mạng của mình. Zelensky có sẵn trực thăng này để sơ tán, trừ người Ukraine thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký kết hòa ước trước thềm đó là năm mới. Cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine chia sẻ. Theo chuyên gia này, tình hình mới liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông và việc phương Tây không thể tiếp tục tài trợ cho Kiev khiến cho thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine là điều không thể tránh khỏi. Các nhà lãnh đạo của đất nước nào cũng đều đấu tranh cho sự sống còn của bản thân này, của đất nước, người dân và chế độ của họ. Vì vậy họ không còn quan tâm đến Ukraine cũng như là không còn sức đâu để ý đến Tổng thống Nga, để ý đến ấy, Tổng thống Nga Putin nữa. Việc bây giờ là cần phải bảo vệ Israel bằng mọi giá. Theo nhà phân tích thì Ukraine chỉ có thể được giải cứu bằng cách chấm dứt chiến sự ngay lập tức và ký hòa ước trước thềm năm mới. Nếu không, dân chúng của đất nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Quân đội của chúng ta sẽ bị đánh bại, mặt trận sẽ sụp đổ, tất cả các thành phố sẽ bị đánh chiếm, tất cả các bạn sẽ bị tiêu diệt. Hãy hiểu một điều đơn giản, vẫn còn cơ hội vào lúc này. Đúng là chúng ta bây giờ đã mất 14% lãnh thổ, nhưng mới chỉ là 14% chứ không hơn. Còn nếu chúng ta mất nhiều hơn thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Zelensky, tôi chắc chắn có một trực thăng đang đậu sẵn chờ đó. Ông ta ngay lập tức sẽ chở các gia đình đi. Và thế là xong, có thể ông ta sẽ mang theo, đó là tránh văn phòng, những người khác sẽ không đủ thời gian để trốn thoát. Đây là một kịch bản đang diễn ra ở chế độ ông Zelensky ngày hôm nay. Vì tình thế trên chiến trường ngày hôm nay đang cần phải nhiều đạn dược khí tài hơn, nhiều quân đội hơn. Và tất cả những điều đó thì chính quyền ông Zelensky đang không đáp ứng được nhu cầu cho ngoài chiến trường. Khi mà chính quyền Ukraine đưa lực lượng tân binh ra chiến trường thì một là con đường bị tiêu diệt, hai là họ sẽ tìm cách để liên hệ với phía Nga và đầu hàng vô điều kiện.
Trong khi đó, nhà lập pháp hàng đầu của Nga chỉ trích kế hoạch trật tự thế giới mới của Biden. Ông Biden có nói là sẽ thành lập lên một trật tự thế giới mới. Chủ tịch Duma quốc gia Nga so sánh chính phủ Mỹ với một giám đốc điều hành một công ty, người đã điều hành một doanh nghiệp đang trong giai đoạn khó khăn và hiện muốn thử lại với một, đó là giai đoạn mới. Ông đã phản ứng trước những nhận xét của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người tuần trước đã nói rằng là cần có một trật tự thế giới mới và rằng Washington có thể đoàn kết thế giới theo những cách chưa từng có. Chủ tịch Hạ viện quốc gia của Nga cho rằng giống như một giám đốc công ty sắp phá sản sẽ không được tin tưởng giao tiền của người khác nữa. Không ai nên trên thế giới sẽ chấp nhận Biden. Những kẻ đã hủy hoại toàn cầu hệ thống an ninh để xây dựng một trật tự thế giới mới vì lợi ích của riêng họ. Quan chức Nga tuyên bố là Mỹ đã gây tổn hại cho thế giới này trong nỗ lực cứu lấy quyền bá chủ của mình, gây ra sự gián đoạn thương mại quốc tế thông qua cuộc chiến tranh thương mại, một cuộc khủng hoảng sâu sắc ở Liên minh châu Âu, căng thẳng ở Đài Loan và sự thù địch Ukraine, Trung Đông và phía Đông. Những nỗ lực định hình lại thế giới để phù hợp với khuôn mẫu của Mỹ sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp mà chỉ có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu. Và Hoa Kỳ đang nhìn thấy sự sụp đổ của thế giới đơn cực hiện tại và muốn thành lập lên một thế giới đơn cực mới phục vụ cho quyền lợi của mình. Trong khi đó, Ukraine đang đề nghị quốc tế hỗ trợ cho 45 tỷ USD để bù đắp cho thâm hụt. Khi một nguồn thâm hụt đến từ Hoa Kỳ bị mất, thì Ukraine đang kêu gọi thế giới hỗ trợ. Ukraine tuyên bố cần 45 tỷ USD từ các đối tác quốc tế để bù đắp thâm hụt ngân sách thời chiến cho năm 2024, tương đương 1/4 tổng GDP của nước này trong thời bình. Reuters dẫn lời thủ tướng của Ukraine kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ nước này khoảng 42 tỷ euro, tương đương 45 tỷ USD để bù đắp ngân sách thâm hụt thời chiến vào năm 2024. Ông cũng cho biết thêm là toàn bộ ngân sách thời bình của Ukraine đã được phân bổ để sử dụng phục vụ hoạt động phòng thủ, nên Kiev cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ để trang trải chi tiêu xã hội và nhân đạo. Nhưng mà những gì mà Ukraine đang mong muốn, nó sẽ không được thực hiện ở trên thế giới. Vì chính bản thân châu Âu ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi trong cuộc xung đột kéo dài, mà tình trạng ở tại Trung Đông thì càng đe dọa nhiều hơn nữa cho các vấn đề dành cho chính đó là châu Âu. Khi mà tình trạng nó lan rộng thì châu Âu khó có thể cứu vãn được nền kinh tế của chính mình. Còn Hoa Kỳ thì vẫn cố gắng hung hăng hỗ trợ cho Israel để tạo thảm họa nhân đạo. Những hành động của Hoa Kỳ đang tự hủy diệt chính mình. Mỹ còn triển khai một phi đoàn tiêm kích F-16 tới Trung Đông khi mà Gaza đang căng thẳng đấy. Bộ phòng Mỹ thông báo là một phi đoàn máy bay tiêm kích F-16 đã được triển khai tới bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ ở Trung Đông. Động thái này nhằm tăng cường năng lực của quân đội Mỹ và tự vệ trước nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng của Mỹ, nước này triển khai tiêm kích F-16 trong bối cảnh kể từ khi Hamas tấn công Israel từ ngày 7 tháng 10, binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Iraq, Syria và đã 13 lần bị tấn công bởi các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Mỹ cũng dự báo các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ và các nhân viên chính phủ của Mỹ ở Trung Đông sẽ leo thang bởi Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong thời gian tới. Bảo vệ các lực lượng của Mỹ trong khu vực là một trong những ba mục tiêu hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Kể từ khi Hamas tấn công Israel, hai mục tiêu khác bao gồm hỗ trợ quyền tự vệ Israel và ngăn chặn cuộc xung đột không lan rộng ra khỏi toàn khu vực. Nhưng mà hành động của Hoa Kỳ thì không làm được điều này, mà nó đang làm cho tình hình trong khu vực trở nên rối ren hơn, chứ không dễ dàng hơn. Mọi thứ đang diễn ra ở trên toàn cầu, nó chỉ cho thấy một phương Tây tập thể đã suy yếu và đang thất bại chiến lược trước một Liên bang Nga. Ngày hôm nay, khi một cuộc chiến ở tại Ukraine sau 20 tháng, phương Tây không đạt được bất kể một mục tiêu nào, mà còn dọn đường để giúp cho Nga đứng vững trên vũ đài quốc tế và khiến cho tiếng nói của phương Tây bị sụt giảm, mở rộng cánh cửa
để cho BRICS phát triển, tạo dựng một thế giới đa cực, toàn diện, nơi đó không có sự ảnh hưởng sâu rộng như hiện tại của nước Mỹ và Âu. Mỹ và Âu đang trên bờ vực của sự sụp đổ thế giới đơn cực, nhưng châu Âu có lẽ cũng rất mong muốn một thế giới đơn cực sụp đổ, vì chỉ như vậy thì nhân dân châu Âu mới chung sống hòa bình với phần còn lại thế giới cùng với Liên bang Nga, và nền kinh tế của châu Âu mới có thể phát triển được. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.